Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin Vietnam Sport ngày 2 tháng 2 năm 2024. Trong 24 giờ qua, có rất nhiều những thông tin hot của bóng đá trong nước, trong đó có những sự kiện gây chấn động làng bóng đá. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn sẽ cùng bắt đầu bằng những thông tin như vậy, thực sự rất sốc trong phần đầu bản tin ngày hôm nay của Vietnam Sport. Khởi tố 5 cầu thủ câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu. Sáng ngày 1 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can gồm 5 cầu thủ: NSH sinh năm 1994, trú tại tỉnh Đồng Tháp, thi đấu ở vị trí thủ môn; GH sinh năm 2K2, trú tại tỉnh Thanh Hóa, thi đấu ở vị trí tiền vệ; PVP sinh năm 2K4, Hải Dương, đá vị trí tiền đạo; NQH sinh năm 2004, trú tại Đồng Nai, đá vị trí tiền vệ; và TKA sinh năm 2K4, trú tại tỉnh Bến Tre, đá vị trí tiền vệ về hành vi đánh bạc theo điều 321 Bộ luật Hình sự. 5 đối tượng trên hiện là cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong trận đấu giữa câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu và câu lạc bộ SHB Đà Nẵng thuộc khuôn khổ Cúp Sao Vàng diễn ra vào ngày 24 tháng 12 năm 2023 tại sân Rồng Bà Rịa, 5 đối tượng trên đã bàn bạc thống nhất đá dưới sức. Sau đó những đối tượng này đã đặt cược cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng giành chiến thắng trên các website cá độ bóng đá. Kết quả trận đấu, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đã giành chiến thắng với tỷ số là 3-1 trước câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ. Câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu cắt hợp đồng 5 cầu thủ bán độ bị khởi tố. Thưa quý vị, câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu cũng vừa ra thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với 5 cầu thủ tham gia đánh bạc và bị công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khởi tố. Tiếp nhận thông tin từ phía cơ quan chức năng về sai phạm của một nhóm cầu thủ trong việc thi đấu tại giải bóng đá hạng nhất quốc gia mùa giải 2023-2024, ban đạo của câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu quyết định xử lý nghiêm bằng hình thức chấm dứt hợp đồng lao động với các cá nhân sai phạm theo quy định. Về phía câu lạc bộ, đội bóng này khẳng định sẽ cứng rắn trong việc xử lý những cá nhân, tập thể gây ảnh hưởng đến thương hiệu của đội bóng nói riêng cũng như nền bóng đá Việt Nam nói chung. Ngoài ra, câu lạc bộ luôn thiện chí hợp tác và cung cấp những chứng cứ, tài liệu trong khả năng của mình nhằm phục vụ việc điều tra của cơ quan chức năng. Tập thể câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu luôn đấu tranh để giữ gìn và phát triển nền bóng đá nước nhà ngày càng lớn mạnh, chuyên nghiệp và hội nhập. Câu lạc bộ xin được gửi đến quý khán giả, nghĩa vụ bóng đá lời cảm ơn vì đã luôn đồng hành bên đội bóng. Cùng nhau, chúng ta hãy hành động vì những trận cầu đẹp mắt và công tâm. Liên đoàn bóng đá Việt Nam nói gì về vụ việc một loạt cầu thủ bị khởi tố vì dàn xếp tỷ số? Trước sự việc 5 cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu bị khởi tố, trưởng ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam ông Vũ Xuân Thành cho biết, nếu vụ việc xảy ra xuất phát từ hành vi của cá nhân cầu thủ, VFF sẽ xử phạt cá nhân, có thể cấm thi đấu, có thời hạn hoặc vĩnh viễn. Nếu vụ việc này xảy ra liên quan, dính líu đến tập thể của đội bóng, VFF sẽ xử phạt câu lạc bộ. Bên cạnh án phạt dành cho các cá nhân, thời điểm này thì ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ chờ đợi kết quả điều tra của các cơ quan chức năng. Khi nắm cho tay đầy đủ thông tin, VFF sẽ có án kỷ luật nghiêm minh phù hợp với từng đối tượng. Cũng ngay trong ngày 1 tháng 2, VFF tiếp tục yêu cầu công ty VPF và ban tổ chức giải trao đổi với lãnh đạo câu lạc bộ cũng như yêu cầu câu lạc bộ có báo cáo chi tiết về sự việc. Những tài liệu liên quan sẽ được chuyển tới ban chức năng của VFF để xem xét và sớm thông báo quyết định xử lý. Ngôi sao Việt Kiều tiết lộ thật lòng về quá trình nhập tịch Việt Nam. Patrick Lê Giang bắt đầu trình làng ở bản đồ bóng đá Việt Nam khi anh đến với câu lạc bộ của Hà Nội vào đầu mùa giải V-League 2023. Sau khi hết giai đoạn 1, Nguyễn Philip được triệu mộ và Patrick Lê Giang được cho mượn đến câu lạc bộ Hồ Chí Minh. Sau gần 1 năm chơi bóng ở Việt Nam, Patrick Lê Giang đã chứng tỏ được năng lực rất tốt của mình. Bản thân anh cũng muốn sớm được nhập tịch để có cơ hội lên đội tuyển Việt Nam. Mới đây Patrick Lê Giang cũng đã chia sẻ, anh rất khát khao được nhập tịch sớm nhưng chưa biết bao giờ có thể thực hiện được. Hàng ngày thì tôi đều được hỏi khi nào có quốc tịch Việt Nam, bởi đơn giản đây là ước mơ và mục tiêu khi về chơi bóng ở Việt Nam, nhưng tôi thực sự không biết đến bao giờ và hy vọng điều đó sẽ đến sớm. Anh cũng chia sẻ sẽ luôn kiên định với giấc mơ của bản thân và gia đình của anh tại Slovakia cũng luôn ủng hộ anh hết mình. Trong quãng thời gian tập luyện cùng câu lạc bộ Hồ Chí Minh, Patrick Lê Giang quyết định ở lại Việt Nam dịp Tết cổ truyền để trải nghiệm không khí tại đây. Năm nay tôi quyết định ở lại Việt Nam để ăn Tết, đây cũng là lần đầu tiên trải nghiệm điều này và tôi rất háo hức chờ đợi. Hiện tại câu chuyện đi hay ở của Patrick Lê Giang tại câu lạc bộ Hồ Chí Minh đang thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận. Có những thông tin cho rằng Hoàng Anh Gia Lai sẽ mượn Thành Công từ câu lạc bộ của Hà Nội. Ngoài ra hậu vệ Sông Hoàng Đức cũng sẽ tới Hoàng Anh Gia Lai theo diện cho mượn. Của Hà Nội thì muốn bù thủ môn Bùi Tiến Dũng cho câu lạc bộ Hồ Chí Minh, nhưng đội bóng thành phố mang tên Bác đang nhắm tới thủ môn đó là Huỳnh Tuấn Linh, người đầu quân cho câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Vietnam Sport ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube Vietnam Sport News, nhớ bấm chuông để nhận về cho mình những thông tin mới nhất, những cập nhật liên tục của chúng tôi về bóng đá trong nước mỗi ngày.
Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.